Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, đến dự có bà Lê Bích Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Tết yêu thương, tổ chức trao tặng 272 phần quà cho người già neo đơn, hộ khó khăn, chi hội trưởng phụ nữ khóm ấp trẻ em, thăm tặng quà cho các cô nguyên là lãnh đạo hội qua các thời kỳ thực hiện chương trình Mẹ Đỡ Đầu, hội phối hợp các ngành mạnh thường quân hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng cho 14 em, phối hợp trung cấp kỹ thuật, tổng hợp An Giang, mở 3 lớp nghề chả lụa heo và chế biến khô, thành lập 33 tổ, phụ nữ giúp nhau mua bảo hiểm y tế, có 338 thành viên, bàn giao 7 căn nhà máy ấm tình thương với tổng số tiền trên 512 triệu đồng hỗ trợ 65 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 37 triệu đồng. Tổ chức khui 4 tổ ống heo tiết kiệm với số tiền trên 102 triệu đồng, thành lập 14 tổ ống heo tiết kiệm có 287 thành viên giúp 14 hộ cận nghèo thoát nghèo, tiếp tục duy trì mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm tại các khóm. Bên cạnh đó, hội còn thực hiện có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố với tổng nguồn vốn dư nợ trên 8 tỷ đồng cho 252 hộ dây, thực hiện chương trình triệu phần quà săn sẻ yêu thương, hội vận động mạnh thường quân hỗ trợ 937 phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà đồn biên phòng nhân hội quyện An Phú và trao năm xuất học bổng cho trẻ em khó khăn dùng biên giới. Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Bích Phượng, tỉnh Quỹ Diên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, ghi nhận những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trong 6 tháng đầu năm, đồng thời cũng đề nghị trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục phát huy hơn nữa, dẫn động các nguồn lực chăm lo hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền hội viên phụ nữ và nhân dân tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19, duy trì và nhân rộng các mô hình thực hiện có hiệu quả, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên mới, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế.